Minh Thúy xin kính chào quý vị. Hội nghị Bắc Đới Hà năm 2018 đang diễn ra. Theo thông tin rò rỉ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đã khiến cho nội bộ đảng Cộng sản Trung Cộng tranh cãi và chia rẽ. Truyền thông Hồng Kông cho rằng hội nghị Bắc Đới Hà không thể giải quyết được cuộc chiến rối loạn giữa chính trị và kinh tế. Phải đợi đến hội nghị toàn thể lần thứ tư ban chấp hành của đảng Trung ương khóa 19 đảng Cộng sản Trung Cộng diễn ra vào mùa thu năm tới thì mới thảo luận về cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Bởi người của ông Tập Cận Bình trong Ủy ban Trung ương chiếm đa số nên nghị trình có thể kiểm soát trong tay được. Vì thế mới khiến cho ông Tập Cận Bình yên tâm. Áp lực lớn từ kinh tế và chính trị Nhật báo Apple tại Hồng Kông hôm 9 tháng 8 đã có đăng một bài bình luận của tác giả Phan Tiểu Đào. Theo đó, ngày 4 tháng 8 thì ông Trần Hy và Hồ Xuân Hoa đã đi thăm các chuyên gia đang trong kỳ nghỉ mát tại Bắc Đới Hà, trong đó dự đoán hội nghị Bắc Đới Hà đang diễn ra. Truyền thông tiếng Trung ở nước ngoài cho biết là cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung rủi ro về quản trị kiểm soát ngành tài chính và truyền thông trong đảng có thể là chủ đề trong hội nghị lần này. Tuy nhiên, chính vì có rất nhiều áp lực cạnh tranh chính trị nên ông Tập Cận Bình có thể không thực sự thảo luận về vấn đề này mà chỉ giữ nguyên như hiện tại bài phân tích nói rằng cuộc chiến thương mại mỹ trung diễn ra cho đến nay hình thế chính trị và kinh tế của trung cộng đã không còn tốt đẹp ngoài tỷ giá đồng nhân dân tệ giảm mạnh gần đây các dịch vụ cho vay trực tuyến p2p cũng liên tiếp sụp đổ trong đó có những dịch vụ có quy mô lớn do doanh nghiệp nhà nước đứng sau hàng chục ngàn nạn nhân tài chính tập trung tại bắc kinh để đòi tiền mồ hôi nước mắt đã bị mất và bị công an trấn áp Tuy nhiên, so với tình thế tài chính, tình hình đấu đá nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Cộng còn đáng sợ hơn nhiều. Chiến tranh thương mại Trung Mỹ đã phơi bày nhiều vấn đề bị che giấu. Nó cho thấy sự đoàn kết trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Cộng là đều giả dối. Trong đó, cố vấn của ông Tập Cận Bình, Phó Thủ tướng Trung Cộng Liêu Hạc, lãnh đạo Ngân hàng Nhân dân cùng với Phó Thủ tướng hàng chính cùng cai quản Bộ Tài chính Cục trưởng Cục Nghiên cứu Ngân hàng Nhân dân có xuất bản một bài viết nói Chính sách tài chính tích cực của Trung Cộng không phải là tích cực thật, là trò chơi lưu manh, Bộ Tài chính đem rủi ro tài chính đẩy cho các cơ quan tài chính. Độ minh bạch tài chính của Trung Cộng rất không đủ. Thông tin được tiết lộ cẩu thả, thiếu sự thám sát, đôn đốc của công chúng, vân vân Có thể là do lưu hạt là chỗ dựa nên phong cách bài viết chanh chua, mạnh miệng, rất giống bài phỏng vấn đặc biệt Nhân sĩ quyền uy được đưa lên trang đầu của Nhân dân Nhật Báo hồi năm 2016. Còn các viên chức Bộ Tài chính lại xuất bản một bài viết trên những đài truyền thông tài chính, ngược lại chỉ địa vị quốc tế của đồng nhân dân tệ, đứng phía sau địa vị quốc tế của kinh tế trung cộng. Tư duy, quyết sách vẫn thuộc về đặc trưng của Ngân hàng Trung ương của nước nhỏ. Ngoài ra, ông Vương Hộ Ninh, trông coi về tuyên truyền và ý thức hình thái đã đổ thêm dầu vào lửa trong vấn đề tuyên truyền về cuộc chiến thương mại nên có tin nói ông sẽ bị truy cứu trách nhiệm bài viết cho rằng điều kỳ lạ nhất là sự biểu đạt thái độ một cách đột nhiên của ông Vương Kỳ Sơn tháng 7 ông Vương đã lần lượt tiếp kiến thị trưởng Chicago Emmanuel và chủ tịch Tesla Elon Musk ông Vương đã phủ nhận bản thân là người quyết định chính trong quan hệ Trung-Mỹ, nói mình là công việc của Phó Chủ tịch nước, là ông Tập Cận Bình bảo ông làm gì, thì ông làm đó. Bài viết nói chẳng phải là thoái phủ, sạch sẽ liên hệ giữa mình và chiến tranh thương mại Mỹ-Trung hay sao. Bài chỉ ra đối với chiến tranh thương mại, lãnh đạo cao tầng của đảng Cộng sản Trung Cộng vẫn luôn do dự không quyết đoán, viên chức các cấp tự nhiên cũng rối loạn, bận biệu với việc rủ bỏ trách nhiệm của mình còn đối diện với hình thể căng thẳng hội nghị bắc đới hà nên phải có một cơ hội tốt để cô động những cái nhìn chung trong nội bộ của đảng cộng sản trung cộng vấn đề là trong tình thế chính trị kinh tế đầy nguy cơ mà tiến hành thảo luận về chiến tranh thương mại mỹ trung ít nhất cũng sẽ khiến cho ông tập cận bình chịu đủ những chỉ trích lạnh lùng thuốc giải cho tình hình kinh tế chính trị rối loạn hiện nay của Trung Cộng nằm giữa quyết định chính sách ứng phó với chiến tranh thương mại Mỹ-Trung của Trung Cộng. Nếu như Hội nghị Bắc Đới Hà không được nhận thức chung này, thì tình thế rối loạn cũng vẫn sẽ tiếp tục. Bài viết nói có lẽ phải đợi đến mùa thu năm tới khi Hội nghị Toàn thể lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Cộng khóa 19 diễn ra thì mới thảo luận về chiến tranh thương mại Mỹ-Trung chiến tranh thương mại dẫn đến việc đấu đá trong nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Cộng. Ông Vương Hộ Ninh có lẽ sẽ phải chịu trách nhiệm. Từ trước cho tới nay thì hội nghị Bắc Đới Hà đều không công bố nội dung hội nghị ra bên ngoài, do đó luôn để lại cảm giác bí mật. Ngày 15 tháng 7, trang tin Your Way News đưa tin là hội nghị Bắc Đới Hà năm nay sẽ tập trung vào 3 nội dung lớn. Thứ nhất là làm sao để ứng phó với chiến tranh thương mại. Thứ nhì là trông coi kiểm soát rủi ro khủng hoảng tài chính. Thứ ba là vấn đề xây dựng đảng và công tác tuyên truyền. Ngày 5 tháng 8, thì truyền thông NHK của Nhật Bản đã đưa tin liên quan đến tranh chấp thương mại ngày càng leo thang. Dự đoán vấn đề thương mại và ngoại giao với Mỹ sẽ là chủ đề thảo luận trọng điểm của Hội nghị Bắc Đới Hà năm nay. Hội nghị Bắc Đế Hà rút cuộc thảo luận nội dung gì? Thảo luận đến mức độ nào? thì bên ngoài đúng là không thể biết được. Tuy nhiên, chiến tranh thương mại dẫn đến tranh cãi trong nội bộ của Đảng Cộng sản đã được xác nhận từ các tầng lớp khác nhau. Trước khi xảy ra chiến tranh thương mại, từng có truyền thông Đài Loan đăng bài bình luận dẫn lời của người trong cuộc thuộc Đảng Cộng sản Trung Cộng nói: Những người thuộc phe thực tế như Vương Kỳ Sơn, Lưu Hạc, Uông Dương biết rõ thực chất của Trung Cộng không thể thắng trong cuộc chiến thương mại. Tuy nhiên, những thành viên chủ chốt trong đảng không nắm rõ tình hình thực tế và những người có giả tâm thuộc phe bảo thủ lại cực lực cổ suý chủ nghĩa dân tộc, cổ suý chiến cho chiến tranh thương mại với Mỹ. Bài viết không chỉ tên cụ thể, nhưng theo phân công trong nội bộ của đảng, thì giới quan sát đều có chung nhận định rằng đó là ông Vương Hộ Ninh, người chủ quản về tuyên truyền và là thường ủy của Bộ Chính trị. Trong ngày 6 tháng 7 thì Mỹ bắt đầu cuộc chiến thuế quan, có nhiều viên chức Trung cộng giấu tên đã lên tiếng về chiến tranh thương mại trong cuộc phỏng vấn truyền thông của Hồng Kông. Họ đều đẩy trách nhiệm để xảy ra chiến tranh thương mại về phía nội bộ của Đảng Cộng sản Trung cộng và truyền thông của Đảng. Cho rằng trong cao tầng của Đảng đã có người giải thích lệch lạc ý của Trung ương mà đứng đầu là ông Tập, do đó đã đưa ra phán quyết sai lầm và chỉ lệnh về tuyên truyền họ nhấn mạnh những người này thực sự mới là kẻ địch của Đảng Cộng sản Trung Cộng. Ngày 8 tháng 9 thì hãng Reuters dẫn nguồn tin cho biết, cuộc chiến thương mại Mỹ Trung ngày càng nóng lên, đúng là đã khiến cho nội bộ của Đảng Cộng sản xuất hiện vết nứt. Bộ phận những người chỉ trích cho biết là lập trường của Mỹ ngày càng cứng rắn, có lẽ là do Trung Cộng quá nhấn mạnh chủ nghĩa dân tộc. Nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Cộng ngày càng cảm thấy tình cảnh trước mắt trở nên nghiêm trọng. Nguồn tin tiết lộ những chỉ trích trong đảng rất có thể chỉ mũi nhọn vào trợ thủ của ông Tập Cận Bình, tức là người nắm về hình ý thức, hình thái kim thường ủy Bộ Chính trị Vương Hộ Ninh. Người tiết lộ thông tin cho biết là ông Vương Hộ Ninh đã bị ông Tập Cận Bình truy trách nhiệm về việc xây dựng hình tượng chủ nghĩa dân tộc của Trung Cộng quá mức, chỉ có thể khiến cho Mỹ tức giận. Ông Vương Hộ Ninh gặp phiền phức vì tuyên truyền không đúng và tân bốc quốc gia quá mức. Trong thời gian diễn ra hội nghị Bắc Đới Hà do ông Vương Hội Ninh vắng mặt trong chuyến thăm 62 chuyên gia học giả, nên càng khiến cho dư luận nghi ngờ ông đã bị thu hồi một phần quyền lực. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Minh Thúy xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình phát hình lần tới.